Nguyễn Thúy Phượng xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, tuần qua khi chị mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có những lời chỉ trích Tổng thống Donald Trump một cách rất là nặng nề, và cộng đồng Việt Nam chúng ta ở trên mạng thì có nhiều người chỉ trích và lên án chị là vô ơn. Thì thưa quý vị, có những người khác thì lại bênh vực chị và nói rằng là chị đã bị cộng đồng Việt Nam hải ngoại đấu tố. Thưa quý vị, khi mà một người ở trong một thế giới dân chủ tự do đó mà có một cái ý kiến hay là một cái lời nói hay một cái hành động gì mà bị nhiều người khác không đồng ý, chỉ trích mà dùng đến cái chữ đấu tố như vậy đó, thì Nguyễn Thúy Phượng thấy rằng là rất là có lỗi đối với lại những nạn nhân của những cuộc đấu tố tàn bạo của các nhà nước Cộng sản Việt Nam trên thế giới. Đối với lại các bạn trẻ không biết đấu tố là gì, thì xin các bạn đi vào xem các tài liệu về đấu tố cũng như những phim ảnh về đấu tố ở trên mạng. Thưa quý vị, trong cuộc cải cách điền địa, thưa quý vị, cuộc cải cách ruộng đất mà Cộng sản gọi là cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam năm 1954, thì thưa quý vị, lúc đó Cộng sản Việt Nam vừa mới lên nắm chính quyền, thì họ ra cái tiêu chí là mỗi làng đều phải có một cái cuộc đấu tố. Đấu tố là gì? Là đem cái người địa chủ ở trong làng ra, rồi và có khi là cả những thành phần khác trong gia đình của họ nữa, đem ra, rồi kêu gọi dân chúng kể tội của họ ra, lên án họ đó, và sau đó giết họ một cách rất là tàn bạo ở trước mặt dân làng, và tịch thu hết tất cả của cải của họ. Thưa quý vị, những cái cuộc đấu tố này đó, nó nhằm cái mục đích không phải chỉ là để diệt trừ cái hàng ngũ địa chủ, nghĩa là những người chủ của những cái ruộng đất đó, để cướp ruộng đất của họ, mà cái nó còn một cái mục đích quan trọng hơn, đó là khủng bố những cái người còn sống ở trong làng, để những người còn sống ở trong làng thấy rằng nếu mà chống lại với nhà cầm quyền cộng sản đó thì cũng sẽ bị giết một cách tàn bạo như vậy. Vì thế cho nên họ giết bằng những cách rất là tàn bạo và giết trước công chúng để cho tất cả công chúng được nhìn thấy. Quý vị vào xem cái phim mà Chúng Tôi Muốn Sống đó ở trên mạng đó, thì quý vị có thể thấy một trong những cái cách giết tàn bạo của họ. Ngoài ra có nhiều phim tài liệu khác đó, mà quý vị có thể xem đó. Thì thưa quý vị, vì thế cho nên miền Bắc Việt Nam chúng ta lúc xưa đó cũng còn nghèo. Có những làng thì có người địa chủ giàu có thật, còn có những làng cũng chẳng có ai giàu có hết. Nhưng mà để khủng bố người dân trong làng, họ phải có một cái cuộc đấu tố. Cho nên là cái làng nào mà nghèo quá thì cái người mà chỉ có vài sào ruộng thôi cũng bị đem ra gọi là địa chủ và giết một cách tàn bạo trước mặt dân làng. Thưa quý vị, đó đó là cái ý nghĩa tàn bạo và kinh khủng của cái cuộc đấu tố. Và thưa quý vị, khi mà cái người địa chủ đó có khi là cả hai vợ chồng bị giết chết, có khi là hai vợ chồng và những người con trai bị giết chết, có khi là chỉ có
cái người chủ gia đình nó bị giết chết thôi. Nhưng mà những cái người khác ở trong gia đình là bị đuổi ra khỏi nhà. Và không những là bị đuổi ra khỏi nhà không, mà còn có cái vấn đề bao vây kinh tế. Nghĩa là không có cái người nào ở trong làng được quyền mướn những người đó về để làm việc cho mình, hay chứa chấp những người đó, hay lấy người đó làm vợ, làm chồng. Cái việc này nó xảy ra cho người vợ thứ hai của nhà văn Hữu Loan. Người vợ thứ hai của nhà văn Hữu Loan đó là con của một địa chủ. Cái ông địa chủ này trong cái thời kháng chiến chống Pháp đó, ông ta đóng góp cho Việt Minh. Việt Minh là cái lực lượng mà sau này trở thành Việt Cộng, thưa quý vị. Đó. Ông ta đóng góp cho Việt Minh rất là nhiều. Nhưng mà khi mà Việt Minh lên nắm chính quyền thì cả gia đình của ông ta, nghĩa là ông ta và những người con trai kia đều bị giết hết. Chỉ còn có một người con gái nhỏ đó là họ không có giết, nhưng mà họ đuổi ra khỏi nhà. Cô này phải đi ra ngoài nhà lồng chợ để ngủ. Và người trong làng không có ai được phép giúp đỡ cô ta hay lấy cô ta về làm vợ. Vì thế cô ta ngủ ở ngoài chợ, rồi đi lượm những cái củ khoai mà người ta những cái củ khoai sùng, những cái củ khoai nhỏ đó, mà lúc mà người ta gặt hái người ta bỏ lại đó, cô ta lượm rồi cô ta ăn sống giống như là một con vật như vậy đó. Rồi thưa quý vị, nhà thơ Hữu Loan đó, ông lúc đó đó là một cán bộ cộng sản, nhưng mà ông nhìn thấy cái cảnh của cô đó, ông rất là bất bình. Vì thế cho nên bất chấp cái luật nói rằng là không có được giúp đỡ con địa chủ, không được lấy con địa chủ, ông vẫn cưới cô về làm vợ. Và vì như thế đó mà ông phải sống một cái cuộc đời nghèo nàn suốt cả đời, thưa quý vị. Vì thế cho nên đó, là khi mà ở trên thế giới tự do của chúng ta mà chị mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà phát biểu ý kiến và bị nhiều người phản đối, thì mà đi nói rằng là chị bị đấu tố như vậy, thì thưa quý vị, nó quá sức là tội cho những cái người nạn nhân đấu tố. Thưa quý vị, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lúc ở Việt Nam đó mà chỉ trích nhà nước, thì thưa quý vị, việc gì đã xảy ra cho chị? Có phải là chị bị tù đày chỉ vì cái sự phản đối của chị đối với lại nhà nước? 10 năm tù. Và những người khác đó mà cũng phản đối nhà nước mà chưa bị tù, thì thưa quý vị, có phải là họ bị bao vây kinh tế không? Không ai được mướn họ làm việc. Họ đang làm việc cho công ty cũng bị đuổi việc. Rồi họ buôn bán làm ăn là không có ai được tới mà buôn bán với họ. Trong khi đó, chị mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở hải ngoại này, chị ta có những cái bài viết mà đa số những người Việt hải ngoại không thích, thì họ phản đối vậy thôi, chứ có ai mà đụng được tới thân thể của chị không? Và nhà nước có ai mà tới gõ cửa nhà chị mà làm lôi thôi gì chị, kêu mời chị lên phường để mà làm việc hay không? Không. Và cũng không ai có thể bao vây kinh tế chị được cả, thưa quý vị. Có thể là cái số người mà họ vào xem video của chị nó giảm bớt đi một phần nào đó, chị không có được nhiều tiền quảng cáo nữa vậy thôi. Nhưng mà chị là người khỏe mạnh và nói được tiếng Anh nữa, mà trẻ trung nữa, thì chị có bao nhiêu công việc khác chị có thể đi làm để kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn nữa. Mà đâu có ai bao vây kinh tế chị, hay là cấm đoán không ai được mướn chị làm việc hay là gì đâu, hay là không cấm không có ông nào được cưới chị về làm vợ ở đâu đó, thưa quý vị. Đó thì như vậy cho nên cái việc mà
ở trong thế giới tự do người ta chống đối nhau, nó là chuyện thường. Và nếu mà mình có một cái lập trường gì mà mình phát biểu mà ít người phản đối thì ít người phản đối, mà nhiều người phản đối thì nhiều người phản đối, như vậy thôi. Cái điều duy nhất mà người ta có thể làm đối với lại một người sinh hoạt ở cộng đồng là người ta không có đi vào nghe cái người đó nói chuyện nữa, người ta không có hợp tác với cái người đó nữa thôi. Đó chỉ có vậy thôi thưa quý vị. Đó là cái sự khác biệt giữa cái sinh hoạt chính trị, ngôn luận ở thế giới tự do và cái việc mà không có tự do ngôn luận ở trong cái thế giới cộng sản hay là ở một cái nước độc tài, quý vị. Huyền Thúy Phượng xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và kính mời quý vị đăng ký để xem các video kế tiếp của Huyền Thúy Phượng. Đồng thời cũng xin kính mời quý vị vào xem các video Huyền Thúy Phượng đã thực hiện từ trước đến nay. Xin kính chào.